Mẫu đơn thứ hai có chiều cao là 50 và về vuông, mặt vuông là 30. Những cái đơn bằng gỗ này được bên trung tâm đồ gỗ Văn Sáu thiết kế rất là chắc chắn nha. Có những cái bình phú quý bằng chất liệu ngô nghiến này rất là nặng. Vì vậy là đòi hỏi những cái đơn phải thiết kế thật là chắc chắn. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với đồ gỗ Văn Sáu. Và trong những video lần trước thì tôi có chia sẻ về các mẫu đơn cũng như là cho quý vị tìm hiểu về đơn và một số video về bình phú quý. Và có rất là nhiều khách hàng đã inbox và hỏi đồ gỗ Văn Sáu rằng là sử dụng những bình phú quý thì chúng ta hãy sử dụng những cái đơn như thế nào cho hợp lý. Và hôm nay tôi sẽ giải đáp những cái thắc mắc đấy đến cho quý vị để quý vị biết để có thể lựa chọn được những chiếc đơn về để kê lên bình phú quý như thế nào cho hợp lý và đẹp nhất cho ngôi nhà của quý vị. Và trên đây như quý vị được thấy thì tôi có kê sẵn lên đây những chiếc bình phú quý theo thứ tự ở trên này và ở bên dưới là những chiếc đôn đó. Chiếc đôn của chúng tôi kê lên ở đây thì có cái kích thước là từ thấp đến cao và những cái mẫu đôn đó là mẫu đôn hình lục lăng, mẫu đôn hình vuông đó. Và ở phía bên trên nữa là một mẫu đôn khác nữa. Sau đây tôi sẽ check chi tiết cũng như là quay và báo kích thước đôn cho quý vị để quý vị lựa chọn như nào cho hợp lý nhất. Chia sẻ cho quý vị về mẫu đôn thứ nhất, đó là mẫu đôn hình lục lăng. Mẫu đôn này thì ở trên đây thì mẫu đôn này thì là đang là thấp nhất. Với cái chiều cao tôi sẽ đo chính là 42 và đường kính của bề rộng của cái đôn này là 42. Chiều cao 42 nha và chiều rộng hay còn lại đường kính của cái này là 42. Để những chiếc bình phú quý này thì rất là thích hợp, vừa rất là đều đặn đó. Và khi mình đặt cái bình này thì nhìn rất là hợp nha, cho những cái đôn thấp như này đó. Chia sẻ cho quý vị về mẫu đôn thứ hai. Mẫu đôn thứ hai thì có hình vuông nha, hình vuông. Và sẽ đo kích thước cho quý vị này. Mẫu đôn thứ hai có chiều cao là 50 và về vuông, mặt vuông là 30 đó. Cao 50, vuông 30. Đôn này thì tất cả những đôn này đều được đã phủ lớp sơn bóng mờ nha đó, và tạo những cái họa tiết hoa văn. Những cái đôn bằng gỗ này được bên trung tâm đồ gỗ Văn Sáu thiết kế rất là chắc chắn nha. Có những cái bình phú quý bằng chất liệu ngô nghiến này rất là nặng. Vì vậy là đòi hỏi những cái đôn phải thiết kế thật là chắc chắn. Chia sẻ cho quý vị về hai mẫu đôn ở bên đây. Mẫu đôn ở đây là mẫu đôn hình lục lăng và mẫu đôn ở bên cuối kia là mẫu đôn hình tròn. Sẽ đo cho quý vị về mẫu đôn chiều cao của đôn này. Chiều cao của đôn này lên đến 58 nha. Và đường kính là 38. Đó. Như cái mẫu đôn này thì cao 58 thì rất thích hợp cho quý vị để những cái bình phú quý như ở trên đây đó, để rất là cân xứng. Về mẫu đôn cuối cùng, quý vị có thể thấy là mẫu đôn này được thiết kế theo kiểu hình tròn nhá, và bên chân này được thiết kế là vòng một vòng cung vòng ra, và những cái đôn này thì cũng được thiết kế rất là chắc chắn. Và sẽ đo cho quý vị về kích thước của mẫu đôn này. Mẫu đôn này có chiều cao là 65 nha,
và đường kính. Đo đường kính cho quý vị. Đường kính là 30 nha, 30 đó. Có rất là nhiều mẫu đơn, từ mẫu đơn hình lục lăng đó, hình lục lăng cỡ nhỏ thấp đó, đến hình vuông cao hơn một chút, hình lục lăng cao hơn một chút, và hình đơn hình tròn đó. Đơn hình tròn thì được thiết kế một chút khác hơn một chút, đó là chân được thiết kế kiểu vòng cung. Và ở phía bên trên này là một mẫu đơn hình vuông đó. Mẫu đơn hình vuông này sở dĩ tôi chọn mẫu đơn màu sẫm này bởi vì chiếc đặt lên chiếc bình phú quý có màu tương xứng thì nhìn nó cũng cân đối hơn, đẹp hơn. Tôi sẽ đo kích thước của cái mẫu đơn vuông ở trên bàn đây. Mẫu đơn vuông này thì có cái chiều vuông là 40 và chiều cao là 32 nha. Như mẫu đơn này thì quý vị có thể đặt lên cái bình phú quý có kích thước lớn hơn đều được, để cho những cái mặt tiết diện bên dưới này nó có thể trùng kín được cái phần bên này, và phần còn lại nó sẽ căn vừa so với những cái mặt ở bên đây. Mẫu đơn này thì được thiết kế những họa tiết hoa văn lên đủ chi. Đây là những cái hình sâu tiền, mẫu đơn này cũng khá là đẹp, thích hợp cho những cây mẫu bình phú quý mà có màu tương xứng. Và vừa rồi trong một video ngắn thì chia sẻ đến cho quý vị về các cái mẫu bình phú quý, và đặc biệt hơn là chia sẻ cho quý vị về các mẫu đơn để quý vị mang về trưng bày và sử dụng, đặt lên những chiếc bình phú quý. Ngoài bình phú quý thì quý vị có thể đặt lên những cái chậu hoa cây cảnh hoặc là những đá phong thủy mà quý vị mong muốn, thì quý vị lựa chọn như thế nào, kích thước cũng như là cái mẫu đơn như thế nào cho hợp lý cho cái không gian phòng khách, phòng làm việc hoặc là nhà của quý vị. Với những cái không gian của phòng khách hoặc phòng làm việc này, phòng thờ, thì quý vị hãy lựa chọn cho mình những cái mẫu bình phú quý có kích thước như nào cho hợp lý, và kê đặt với cái chiều cao của cái không gian của căn phòng như nào cho hợp lý nhất, thì để quý vị có một cái không gian phòng nó đẹp hơn. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi video từ đồ gỗ bát sáu, và xin kính chúc quý vị thì luôn được sức khỏe và may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video, và quý vị nào có những ý kiến đóng góp thì quý vị hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để chúng tôi có thể càng hoàn thiện hơn trong vấn đề về làm video cũng như tạo ra những sản phẩm đồ gỗ gửi đến cho quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.